ta sẽ tiếp tục với Cheat Fest. Yeah. Vậy sẽ kết nối lại vậy. Đánh vọng. Né, khá đấy. Né, trúng rồi kìa. Cú bóng mà né, tôi chết luôn. Cú bóng mà né. Quay quay liên tục luôn. Farm họ. Không chơi gì về luôn à. Có lê, có sắp có lê, chưa mới lê 4 à. Xin gieo khỏe gì. Đánh này. Rồi mấy ông hết máu rồi, đánh đi nữa. Một tím cắm vô. Ai gì tội gì? Gì? Để tao sáng không thấy đâu. Để tao sáng không thấy đâu. Blitz ăn hai mạng này kìa. Đợi level 6 tôi xuống nha. Ừ.
Ồ, sao kỳ vậy? Ồ, hồi nãy, ồ nãy quăng cái bài vàng trúng rồi mày ta. Ôi, cái gì? Mà lít đúng mạnh luôn. Ồ, kéo địch mát xỉu luôn. Ồ, đúng quá. Mà lít mạnh mày. Che mà lít kéo là chết. Lít kéo một thằng là chết. Muốn tìm cầm. Điên chấm hỏi đó luôn. Tôi xuống đây thích là giết. Đừng có giết nha, đừng có đánh nha, đừng có đánh cái bóng nha, nó nổ ra, nó nổ á. Không phải nó đâu, đó. Đẩy luôn, tôi đẩy cho mấy ông luôn. Đừng có đánh. Đừng có đánh nha, cỡ đó. Thể hiện đi, cứ lướt đi. Tao nói lướt cũng dính à, để lá bài chết à. Tao nói đó, tao nói lướt cũng dính lá bài chết à. Thể hiện lướt này thì lướt. Má mạnh quá. Đợi tao, quấn đây, quấn luôn, quấn nó luôn, con mình đó à, giết nó luôn. Lên luôn anh ba. Rồi đứng. Rồi bỏ. Hay gì xuống nữa. Giỡn mà, kéo vô chết luôn. Trời ơi, xém chết kìa. Giết. Lít nó khỏe quá. Quýnh mấy này đâu chịu nổi đâu. Giờ húng mạc nó kéo. Kéo là chết. Kéo là anh biết bài vàng cho vô mồm liền.
AD xe cô gì cái gì. Ôi trời, tôi trưởng AD xe cô chịu không nổi, thấy không, máu còn xíu gì vậy, đừng chết vậy. Nó mạnh lắm, không nó kéo nó địch cá chết rồi. Đây nè, quýnh đây nè, quýnh đây nè, tele đâu vậy? Ôi tele đâu vậy ta? Bó tay luôn. Tự nhiên thấy nó tele xuống chuẩn bị quýnh, đi tele đi đâu vậy anh bé? Đánh ngéo gì? Thua rồi. Thôi ơi. Giết. Tim mạnh quá, đập trụ ơi, đập trụ ơi, đập trụ ơi. Chiều đó là anh tiêu, đi trong phạm vi thôi, chứ làm gì khắp bản đồ được. Mày cũng gần gần như khắp bản đồ vậy. Mạnh quá. Tôi trưởng muốn chịu à. Họ tôi cũng mạnh ngang ngửa Blitz đó nha. Đừng thường tôi nha. Đâu? Thằng bài đâu hẹ xuống. Ờ thằng bài lên trên đây luôn. Không có mắt tím. Ồ. Remit phèm tiếp. Giờ ổng mặc nó địch được cái nửa cây rồi. Trời vẫn chết. Mua cái Oracle biến đổi mới được. Ôi 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 ôi. Đâu rồi? Ồ sao nãy tôi đổi qua cái Oracle biến đổi rồi mà. À hồi nãy tôi hồi lại đồ. Chán thiệt. Bọn tiêu gì nữa, bọn tiêu. Bên ta. Trời ơi. Thua hai game cũng phải cho người ta ăn game chứ. Ăn hai chục mạng rồi. Trời ơi thấy không? Mất tích luôn. Ôi vừa mới tóc biến định anh xẹt về mất tích cho bản đồ con luôn. Thôi về thôi. Ê chết tóc biến ra thôi, gì ghê vậy.
Trời, nó mạnh. Giờ nó nhảy vô thòng mạnh quá. Trời. Ông lên phép rồi, Seco nó mạnh lắm á. Kệ. Nó lì thì cho nó chết. Ăn đi. Ăn cho nó mạnh. Thấy không, anh mình mạnh không, vô là chém cháy não liền. Quên đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Giờ không mặc. Ồ, mày đâu phải mày nhây hoài được, mày nhây hoài vực chứ. Nào ra đây, tôi ép nào đép xuống. Anh Minh. Thôi, chậu. Gì? Tôi thấy gì mới hình cảnh tượng gì quy không quen tường. Chờ xin ít huyết. Trời ơi, nó tàn hình, nó khỏe. Thì nó chỉ giết được tôi thôi chứ nó không giết được ai nữa không. Nó tao quýnh tôi không à. Về đi, về cứu ghê, cứu bồ ghê ông. Đó, tiêu lên. Quỳ nó. Trời ơi, nó mạnh. Cái gì, ai kia mất rồi, bộ lót nhẹt luôn. Ôi, mạnh gì. Ôi, AG bốc hơi một nó nhạt luôn. Cái gì? Mò là do... Trời ơi. Trời, nó địch rác chết là đê rồi. Trời, mang xin dèo bắt đầu khỏe rồi. Bạn không thể gì. Không, chắc do ông bị lag á, bị mất hình á. Chứ có gì đâu. Ăn red rồi, ông ăn vô ăn red rồi, ta tăng sức mạnh ông lên. Chết mẹ rồi, từ từ ăn red đã. Ủa, ai gì mới làm gì vậy? Ủa, nó ăn rồng hả? Bùa gì? Bùa tuyệt vời, đời tươi phơi phới. Vãi cái bùa tuyệt vời, đời tươi phơi phới. Trời heo. Giết cái gì này, giết cái gì này, đẩy lên đây, để mấy tôi rồi. Đúng rồi. Ôi, ai gì làm cái gì vậy? Ôi, bọn chết rồi. Ồ, lượng cháy máy luôn. Highlight thiệt. Vô mid nè, đẩy chậu đi, đừng quýnh nhau nữa.
bên kia luôn ông, đẩy 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 top luôn, đẩy top luôn. Giỡn. Quá khỏe. Quá khỏe.